Buổi chiều hôm nay chúng ta có cơ hội được suy ngẫm lời Chúa. Chúng ta sẽ suy ngẫm lời Chúa. Anh em chị em cùng nhớ ra ở trong sách ECT. Trong sách ECT, nếu ai chưa biết sách ECT thì đó là ở trong phần cứu ước. ECT trong phần cứu ước. ECT, tên ECT là một người hoàn hảo ở trong xứ Ba Tư cách đây khoảng gần 2.500 năm. Đó là thời điểm mà ECT có mặt ở trên cái trái đất này. Và đó cũng là thời điểm mà cái biến cố đặc biệt xảy đến cho người Do Thái lúc bây giờ. Cho nên ECT là một cái danh xưng mà rất là quen thuộc và đặc biệt đối với người Do Thái. Đối với người Do Thái lúc bây giờ, nên chúng ta để ý. Bây giờ chúng ta xem trong sách ECT cái chủ đề mà ngày hôm nay chúng ta suy ngẫm, nó sẽ là nếu ngươi là thinh trong lúc này. Đây là cái hình ảnh, đây là một câu chuyện nói đến nhiều khía cạnh lắm. Trong sách ECT, nếu ai chưa biết thì là Ezra Nehemiah ECT, rồi tới bắt đầu sách Gió. ECT đoạn 3, trong cái câu chuyện như thế này, người Do Thái lúc bây giờ bị lưu đày, mà sau khi đế quốc Babylon sụp đổ rồi thì đế quốc Ba Tư đến. Đây là cái giai đoạn ECT, đó là giai đoạn của đế quốc Ba Tư, tức là đế quốc Babylon sụp đổ và đế quốc Ba Tư đến, tức là xứ Ba Tư là xứ mà bây giờ nó có tên là Iran đó, Persia. Thì đây là cái biến cố nó xảy đến cho người Do Thái. Vì người Do Thái là một cái dân tộc, anh em chị em, nếu chúng ta đã đọc qua lịch sử của người Do Thái, là một dân tộc đặc biệt được Chúa Trời chọn với một mục đích rõ ràng, và là một dân tộc được sanh ra, được tạo thành, được thành hình bởi phép lạ. Và chúng ta biết công việc của thế lực tối tăm đó là từ buổi ban đầu. Trước khi con người tạo dựng thì sự nổi loạn của Lucifer đã bắt đầu ở trên trời. Cho nên, và khi Đức Chúa Trời tạo dựng con người, tôi quý vị tổ tiên của mọi người Adam và Eva, thì đây là lời của Chúa nói: Chúa tạo con người theo hình ảnh của Ngài. Hình ảnh của Chúa đó là cái điều gì? Có nhiều người nghĩ hình ảnh chắc có lẽ giống như mình, tay chân này kia nọ, đó là cái về phương diện vật chất. Nhưng mà Kinh Thánh nói Ngài tạo chúng ta theo hình ảnh của Ngài, Ngài tạo chúng ta với những đặc tính của Đức Chúa Trời. Đó là gì? Đặc tính con người. Con người tức là Adam Eva trước khi phạm tội, thánh khiết, công bình, yêu thương và trung tín. Đó là đặc tính của Đức Chúa Trời. Đó là hình ảnh của Đức Chúa Trời. Loài người, Ngài tạo dựng con người với hình ảnh đó. Và anh em trên chúng ta biết khi mà Lucifer nổi loạn với Đức Chúa Trời rồi đó, và nó bị đuổi ra khỏi trước mặt Đức Chúa Trời, không còn là cái vị trí mà đứng bên cạnh Chúa Trời làm công việc mà Chúa sai cho nó nữa, thì nó bị đuổi ra khỏi cái vị trí đó. Nhưng mà trận chiến ở trên trời không ngưng tại đó, bắt đầu công việc của kẻ nổi loạn là Satan ma quỷ nó vẫn tiếp tục. Và công việc của nó là ngày hôm nay, là khi Đức Chúa Trời tạo dựng con người theo hình ảnh của Ngài, thì anh em trên biết không một tạo vật nào nhé, không một tạo vật nào, kể cả các thiên sứ ở trên trời, được nói đến là được tạo theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Có thể một vài khía cạnh nào đó, nhưng mà không có cái sự trọn vẹn hình ảnh của Đức Chúa Trời
ngoài trừ loài người của chúng ta mà thôi. Loài vật không có điều đó, chỉ có loài người. Vì thế cho nên quyền lực của kẻ nổi loạn là Satan ma quỷ, nó không ngừng cái công cuộc chiến trận, và Chúa ban cho chúng ta hình ảnh của Ngài. Bây giờ nó không thể nào đắc thắng được công việc của Chúa ở trên trời. Chúa đuổi nó ra khỏi cái vị trí của nó rồi, thì nó vẫn tiếp tục công việc nổi loạn của nó, là nó đi chiến tranh trực tiếp với Chúa qua con người. Đó là lý do tại sao Adam Eva bị cám dỗ và thất bại. Và rồi kể từ lúc cái giây phút đó là chiến tranh được bắt đầu. Adam Eva qua lời của Chúa đã nói với Adam Eva, Chúa nói và ma quỷ là Satan, thì Chúa nói với Satan, Chúa nói Đức Giê-hô-va phán rằng cùng con thánh, tôi bây giờ đó là hiện thân con thánh, vì mày đã làm điều như mày, mày sẽ bị đổ xá trong các loài thú đồng xúc vật và loài thú đồng, mày sẽ bỏ bằng mừng và ăn mùi đã chọn cả đời, ta sẽ làm mày và người nữ dòng dõi mày và dòng dõi người nữ nghịch cùng nhau. Tức là chiến trận giữa con người và quyền lực của thế lực tối tăm đã bắt đầu kể từ khi Adam Eva bị cám dỗ và thất bại. Nhưng mà vì tình yêu của Chúa cho nên Ngài mới công bố cái chiến trận đó, để cho con người vẫn có cơ hội trở lại cùng với Chúa Trời. Chúng ta nhớ là khi mà Chúa tạo dựng con người là Chúa muốn tương nhau với con người, Chúa muốn gần gũi với con người, và Chúa muốn con người ở lại với Ngài để luôn luôn bước đi trong cái sự phước hạnh mà Đức Chúa Trời đã sắp xếp cho họ, là ở trong cái nơi thỏa lòng và nơi đó không có sự chết. Vì nếu ngày nào họ ăn trái cây sự sống và tất cả những cây khác thì sự sống là đời ở trên con cái loài người. Nhưng mà vì sự phạm tội đó, nên ngày hôm nay tôi và anh em chị em chúng ta đều phải đi qua một con đường, đó là cái thân thể này phải trở về đất như lời Chúa đã nói. Dầu kẻ đi trước kẻ đi sau, kẻ lớn kẻ trẻ, tất cả chúng ta đều đi trong một con đường, chỉ có một chiều thôi, con đường không có ngày trở lại, không có phương cách nào trở lại ngoại trừ ngày Chúa trở lại, Chúa ban sự sống đời đời cho những người thuộc về Chúa mà thôi. Đức Chúa Trời không ngừng, Chúa không ngừng cái cơ hội để đem con người trở về. Cho nên đó là lý do mà tại sao Chúa chọn người này người kia, Chúa chọn Noe rồi Chúa chọn Noe tiếp tục đến bắt đầu Chúa chọn Abraham, một con người có lòng yêu mến với Chúa Trời, một con người kính sợ với Chúa Trời. Chúa nói với Abraham là vì ngươi nghe danh tiếng của ta, cho nên ngươi và dòng dõi ngươi sẽ là phước hạnh cho mọi dân trên đất này. Kể đến Đức Chúa Trời làm công việc của Ngài tiếp tục nữa, Ngài cho dòng dõi của Abraham. Abraham có mấy người con, quý vị biết không? Abraham có mấy người con? Có một Isaac, một đứa con trai. Abraham có nhiều con lắm. Con của người nàng hầu, rồi con của người vợ chính, rồi sau khi những người đó, người vợ chính là Sarah chết rồi, Abraham lập gia đình với một người nữ khác, và Abraham có nhiều người con đấy. Nhưng mà Đức Chúa Trời cho một người con duy nhất là đứa con của lời hứa. Đứa con đó được sinh ra trong cái tuổi Abraham 100 và Sarah là 90. Kinh Thánh nói lúc cái tuổi đó Abraham là người đã trăm tuổi rồi, nhưng mà Sarah là người phụ nữ không còn có thể sinh đẻ nữa. Cho nên Isaac là một con người được sinh ra bởi phép lạ. Rồi đến Isaac có hai người con là Esau và Jacob. Hai người này cũng sinh ra bởi một phép lạ, bởi vì vợ của Isaac là người không thể nào sinh đẻ, và ông cầu nguyện để Chúa làm phép lạ và sinh đôi. Rồi Jacob là người mà kể từ đó bắt đầu Đức Chúa Trời đổi tên cho Jacob là Israel. Rồi cả gia đình của Jacob vì cái hoạn nạn và cái biến cố xảy đến trong gia đình đó, Chúa sai một người con đi xuống Egypto, và người con đã trở thành coi như là thủ tướng ở trong xứ Egypto để đem sự cứu rỗi cho cả gia đình đó. Bởi vì
lúc bấy giờ cái cơn đói đó, cơn gọi là đói kém hạn hán xảy đến trong toàn cái vùng đó, cho đến khi Đức Chúa Trời khiến đem giao Joseph đến đó và Joseph lên cái địa vị đó để cứu cả gia đình. Anh em chị em chúng ta biết đó. Và khi Đức Chúa Trời đem cái dân tộc Israel ra khỏi xứ Egypto, chúng ta biết là hơn 3 triệu người mà Đức Chúa Trời đem họ ra khỏi một cái đất Egypto, Egypto tức là xứ Ai Cập bây giờ, ra khỏi trong một ngày. Chúng ta biết tất cả những điều gì mà tôi kể cho quý vị nghe đó, đều xảy đến bằng những phép lạ. Chúa đã là người phép lạ để đem cái dân tộc ra khỏi xứ Egypto, hơn hai triệu người đem ra khỏi xứ Egypto. Rồi Chúa ban cho họ luật lệ, rồi Chúa bảo họ phải làm theo luật lệ để được Chúa chúc phước, nhưng họ đã thất bại. Rồi họ bị đem ra khỏi cái xứ của họ đi lưu đày. Cái câu chuyện này xảy đến trong cái giai đoạn họ bị lưu đày ở xứ Babylon, rồi tiếp đến là vua Ba Tư. Cái câu chuyện đó được bắt đầu là vì dân tộc này là một dân tộc được sanh ra trong phép lạ, được tạo thành bởi phép lạ, cho nên và Chúa cũng chúc phước cho họ khác thường hơn những dân tộc khác, cho nên họ đi đâu họ cũng bị các dân tộc khác ghen ghét. Và lời của Chúa nói với người Do Thái trước khi mà họ bị đi lưu đày đó, đây là lời Chúa cũng đọc cho anh em chị em nghe những ngày xưa, nhưng mà ngày hôm nay trong cả thời cận đại này, nhất là trong thế kỷ 20, mà mỗi người chúng ta đều đã chứng kiến cái trận hủy diệt người Do Thái bởi người dân dân Đức Quốc sản. Đây là lời mà Chúa nói cảnh cáo họ trong cái hành trình, cho họ không đi theo Chúa, họ không vâng lời Chúa, thì đây là lời mà Chúa cảnh cáo người Do Thái này. Trong các nước ấy, tức là sau khi họ bị đuổi đi, Chúa nói nếu không nghe lời Chúa, không vâng lời Chúa, thì họ sẽ bị đuổi ra khỏi cái xứ mà Đức Chúa Trời đã ban cho họ, đuổi ra khỏi cái nơi mà Đức Chúa Trời trao cho họ, tức là xứ Israel, xứ Do Thái. Và lời Chúa nói trong các nước ấy ngươi không được an tịnh, bàn chân ngươi không được nghỉ ngơi, tức là phải đi nơi này nơi kia, phải chạy đủ thứ hết, đó là không được nghỉ ngơi. Nhưng tại đó Đức Giê-hô-va sẽ ban cho ngươi một tấm lòng run sợ, mắt mờ yếu và linh hồn hao mòn. Tức là chúng ta thấy Chúa nói cho họ biết đấy, cuộc đời của các ngươi đừng bước này và khốn khổ ở nơi đó. Trong cái biến cố ở trong Israel mà chúng ta sẽ học, đó là cái biến cố và đem đến sự hủy diệt trong cái dân tộc đó. Đây là lời Chúa đã nói trước. Sự sống ngươi không chắc trước mặt ngươi ngày và đêm, ngươi hằng sợ hãi, khó liệu bảo tồn sự sống mình. Đây là lời Chúa nói, ban ngày và ban đêm sự sợ hãi cai trị họ, không biết là mạng sống của họ có bảo tồn hay không. Đó là lời mà Chúa đã nói với Môi-se. Tức là ngày hôm nay nếu mà chúng ta ngược lại thời gian là gần 4.500 năm. Nếu các ngươi không nghe tiếng thì đây là cái điều hoạn nạn sẽ xảy đến, đuổi ra khỏi xứ. Và ngày nào mà ngươi sống trên đất này, sự sợ hãi sẽ bao trùm lấy mọi người, và rồi mạng sống không chắc được bảo tồn. Điều gì đã xảy đến cho họ chúng ta biết rồi, gần hơn 6 triệu người coi như bị đem vào lò hóa chất, lò thiêu đốt và chết. Thì cái biến cố ECT trong cái giai đoạn lịch sử là cái biến cố 2.500 năm trước đây đã xảy đến. Chúng ta xem cái công việc mà Đức Chúa Trời làm để mà giải cứu con người này, cái dân tộc này. Đây là cái mạng lệnh, tôi đọc cái mạng lệnh là đem họ đến sự hủy diệt này. Tháng Giêng là tháng Nisan, năm thứ 12 đời vua Asero, người ta mới bỏ phương, nghĩa là bỏ thông, mỗi ngày một tháng tại trước mặt
Haman cho đến tháng 12 là tháng Adar, Haman tâu với vua Hasselu rằng có một dân tộc tàn mát rải ra giữa các dân tộc trong những tỉnh nước của vua. Luật pháp của họ khác hơn luật pháp của các dân khác, lại chúng nó cũng không tuân theo luật pháp của vua, dùng chúng nó chẳng tiền cho vua. Lý do mặc dầu người Do Thái ở trong cái hoàn nạn là họ bị nước này bị đuổi ra khỏi cái xứ của họ, họ bị đuổi ra khỏi cái xứ của họ rồi, nhưng họ đang ở trong cái tình trạng những người bị đuổi ra đó, những người bị đuổi ra họ, anh em cho em biết, những người này bị đuổi ra họ cũng có lòng ăn năn, cho nên họ vẫn giữ luật pháp. Cho nên đây là cái lời mà Haman là một người quan của vua Hasselu bây giờ cũng nói là trong nước của vua có một cái nhóm dân, nó có cái luật lệ khác thường, nó sống rải rác khắp nơi trên lãnh thổ của vua và nó không đi theo những cái luật mà luật pháp của vua đó, tại vì luật của vua thì chúng ta biết trên dân ngoại thì luật của họ là có những cái khiến cho dân sự của Chúa hoàn tục. Và đây là cái biến cố xảy đến cho dân Do Thái 2500 năm trước đây. Và Haman đề nghị với vua đó là hủy diệt cái dân đó, còn nếu không nó sẽ là mối nguy hại cho vua. Đây là lời của Haman nói, dùng chúng nó chẳng tiện cho vua. Nếu điều đó vừa ý vua, khá dám chiếu chỉ tuyệt diệt chúng nó đi, rồi tôi sẽ cân 10.000 ta lân bạc phó vào tay quan đốc tư để đem vào kho vua. Tức là họ dùng tiền bạc để trả giá cái mạng sống của một con người, của cả một dân tộc, là cái dân Do Thái. Anh em trên chúng ta biết Chúa chọn Abraham, rồi cuối cùng là dân Israel được ra đời với một mục đích thôi, để cho họ làm theo lời của Chúa Trời, để rồi Đấng Messiah sẽ đến vâng với dân tộc mà tổ phụ họ vâng lời của Chúa Trời. Cho nên đây là công việc của Satan, ma quỷ, nó làm qua những con người gia đại ở thế gian này. Haman là dân ngoại, là con người dưới quyền lực Satan, ma quỷ, không có luật pháp của Chúa. Giống như ngày hôm nay thôi, chúng ta thấy tất cả những mọi việc không ác, mọi việc không ngay cả mọi việc làm gì chúng ta thấy là tội lỗi, đó là công việc ở dưới quyền của Satan, ma quỷ. Và công việc của chúng nó là đem sự hủy diệt, đem sự ngăn trở, đem sự cám dỗ và đem tất cả những điều gì nó cần làm để ngăn trở chương trình của Đức Chúa Trời trong cuộc đời đêm của mình. Và nếu đây là dân tộc thì là ngăn trở công việc mà Đức Chúa Trời muốn làm qua cái dân tộc đó. Dân tộc này là dân tộc của Đức Chúa Trời chọn lựa để rồi Đấng Messiah ra đời, Đấng Cứu Thế ra đời, Đấng chuộc tội cho chúng ta ra đời. Cho nên chương trình của Satan trận chiến của Đức Chúa Trời tiếp tục cho đến vẫn ngày hôm nay tôi và quý vị vẫn phải ở trong cái trận chiến đó, cho đến khi chúng ta hoàn tất cuộc đời của mình ở trên đất này thì cái trận chiến mới chấm dứt. Cho nên có nhiều người nói sao mà mệt mỏi cũng phải anh em chị em ơi, còn nếu chúng ta không theo Chúa thì chúng ta không cần phải trận chiến vì chúng ta ở dưới quyền của nó rồi, và cuối cùng của chúng ta là sự lưu mất đời đời, chỉ có thế thôi. Cho nên ngày hôm nay theo Chúa sẵn sàng cho chúng ta một cái chương trình, rồi Ngài nói với chúng ta biết là chiến trận tiếp tục, mà Chúa không để mình đánh trận một mình. Chúa ban cho chúng ta danh con một Ngài, Chúa ban cho chúng ta quyền năng của Đức Thánh Linh, rồi Chúa ban cho chúng ta tất cả những phương tiện gì cần có để chúng ta chiến trận và đánh thắng. Phần chúng ta biết, học và sử dụng. Đó là phần thôi quý vị. Rồi cái người này nói là tôi sẽ trả tiền để cho vua, nếu vua bằng lòng thì đây là điều tôi sẽ làm, tôi trả tiền. Rồi viết ký một cái lệnh gửi đi tất cả các tỉnh ở trong Ma Tư lúc bây giờ và ra lệnh hủy diệt dân Do Thái. Đây là cái lệnh vua nói với Haman rằng bà ta đã ban cho ngươi dân sự cũng phó cho ngươi để làm điều chi mặc ý ngươi. Chúng ta đôi lúc mà mình nhìn thấy, mình nhìn cái hoàn cảnh,
Quý vị có thể nhìn, hay là quý vị có thể nghĩ giống như tôi, hay là bất cứ một con người nào có thể nghĩ. Nói, Chúa ơi, Ngài chọn Abraham, Ngài có lời hứa cho Abraham, và Chúa nói là bởi dòng dõi của Abraham mà muôn dân sẽ được phước. Mà tại sao điều này xảy đến? Anh em chị em ơi, chúng ta sẽ đặt câu hỏi. Đó, chúng ta sẽ đặt câu hỏi. Có những biến cố đến trong cuộc đời của chúng ta, có những biến cố đến ở trong cái xã hội chúng ta sống, có những biến cố đến trên cái dân tộc mà có thể chúng ta là một phần. Những câu hỏi đó, câu hỏi đó là phải lẽ thôi của một con người, đúng không? Phải lẽ, không gì sai hết. Nói Chúa ơi, tại sao mà Chúa có lời hứa mà Chúa quên rồi hỏi Chúa? Đó, nhiều khi mình còn nói Chúa có quên không Chúa? Chúa có nhớ lời hứa của Ngài với Abraham không? Chúa có nhớ lời hứa của Ngài với Isaac không? Chúa có nhớ lời hứa của Ngài với Jacob không? Tức là Israel. Rồi Chúa có nhớ tất cả những lời tiên tri mà Ngài đã dùng các đấng tiên tri để nói trước khi họ bị đứng đầy là nói là đấng cứu thế sẽ sinh ra đời. Chúa có nhớ không? Hay là Chúa quên rồi? Rồi nhiều khi sao nữa? Không biết cái này có thể không? Và hôm nay anh chị em có những điều xảy đến xung quanh chúng ta đó, nó làm cho chúng ta đặt những câu hỏi như vậy đó. Đặt như vậy thì đây người Do Thái anh em chị em ơi, mặc dù ở đây không biết là những cái chi tiết đó, nhưng mà nó là điều tượng đối với con người, chúng ta sẽ đặt cái dấu. Và đây là cái câu mà người